Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Quốc Trường gọi điện rủ Bảo Thanh bỏ 5 tỷ làm ăn, cách xưng hô gây bất ngờ. Khi Quốc Trường rủ Dê bỏ 5 tỷ để làm ăn, Bảo Thanh thốt lên, thằng điên. Vừa qua tại chương trình Gương Mặt Showbiz, Quốc Trường phải thực hiện một thử thách khá khó nhằn là gọi điện cho một người bạn nào đó để trò chuyện ngay trên truyền hình. Theo yêu cầu của chương trình, Quốc Trường phải gọi điện cho bạn diễn của anh trong Về Nhà Đi Con là Bảo Thanh. Quốc Trường ban đầu tỏ ra e ngại, anh nói, trời ơi, gọi giờ này là Bảo Thanh sẽ chửi tôi đó. Rồi bị chửi thì làm sao? Giờ gọi tôi phải nói gì giờ, lỡ Bảo Thanh không nghe máy, tôi biết gọi ai. Nhưng sau đó anh buộc phải gọi cho Bảo Thanh và bật loa ngoài. Vừa cầm máy, Bảo Thanh hỏi to, gì đấy con điên? Cái gọi Quốc Trường vô cùng hài hước này của Bảo Thanh khiến Quốc Trường và khán giả bật cười thích thú. Quốc Trường bất ngờ hỏi lại, biết ai, gọi không mà em chửi người ta là con điên vậy? Bảo Thanh đáp, không quên nhấn mạnh vào từ con điên. Lưu số rồi còn gì nữa, con điên. Có vẻ như đây là cách xưng hô thường thấy giữa cô và Quốc Trường mà khán giả không hề hay biết. Quốc Trường hỏi tiếp, đang làm gì đó, có xem Về Nhà Đi Con không, đang tập cuối đấy. Bảo Thanh thông báo, có chứ, anh vừa đi chùa về. Tới đây khán giả càng ngạc nhiên hơn về cách xưng hô của Bảo Thanh khi xưng anh với Quốc Trường, chứ không phải em hay chị, có vẻ như cả hai rất thân thiết. Sau đó Quốc Trường tiếp tục hỏi chuyện Bảo Thanh và Sài Gòn. Khi nào em bay vào Sài Gòn? Bảo Thanh đáp, sáng mai đấy. Quốc Trường quan tâm, có cần qua đón không? Bảo Thanh từ chối thẳng, không. Quốc Trường gặng hỏi, đi với ai? Bảo Thanh giải thích, em đi với chồng, không cần đón đâu, vì còn phải đi về make up nữa, một giờ là chụp rồi. Tiếp đó Quốc Trường đi vào vấn đề chính khá nghiêm túc là dù Bảo Thanh bỏ 5 tỷ, chung vốn làm ăn với anh. Anh gọi em để hỏi cái này, em có mở quán mì cay ngoài Bắc với anh không? Bảo Thanh từ chối ngay với lý do không có tiền. Thôi, làm gì có tiền mà làm. Quốc Trường nói nhẹ số tiền cần bỏ. Thì em bỏ 5 tỷ, còn lại bao nhiêu anh lo. Lúc này, Bảo Thanh bật cười rồi gọi Quốc Trường là thằng điên. Thằng điên, làm gì có tiền nếu mà có 5 tỷ mua nhà mà ở. Nghe xong câu này, Quốc Trường đơ người, không nói được gì rồi cười sặc sụa. Sau đó anh nói nghiêm túc. Thôi, có gì mai gặp, rồi bàn chuyện công việc nghiêm túc. Bảo Thanh đùn đẩy, nghiêm túc thì gọi cho ông Thắng chồng em ấy, chị em biết gì về kinh doanh đâu. Qua cuộc hội thoại ngắn này, có thể thấy Bảo Thanh là người khá dân dã, thoải mái và vui tính, nói chuyện không câu nệ. Đọ tài sản của Bảo Thanh, Quốc Trường, cặp đôi đẹp nhất phim Về Nhà Đi Con. Cặp đôi Bảo Thanh, Quốc Trường không chỉ đẹp trai, xinh gái, tài năng mà còn rất giàu có. Hiện tại khối tài sản của Bảo Thanh, Quốc Trường ngày càng tăng lên. Bảo Thanh, 30 tuổi có nhà sang, biệt thự nghỉ dưỡng và xe đẹp. Bảo Thanh sinh năm 1990, tham gia đóng phim từ lúc 8 tuổi, nhưng phải đến sống chung với mẹ chồng, cô mới thực sự nổi tiếng. Nhờ phim này, Bảo Thanh trở thành gương mặt sáng giá của VTV. Từ đây, người đẹp đắt show trong các sự kiện lẫn các hoạt động khác. Ngoài việc đi diễn, Bảo Thanh tham gia các sự kiện cũng như đóng quảng cáo. Cô nàng đã nhận các cát có hợp đồng lên đến tiền tỷ. Một con số mơ ước đối với một diễn viên trẻ lần đầu tiên đóng phim như cô. Theo một nguồn tin từng mời Bảo Thanh dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới cho biết, giá cát dự sự kiện của Bảo Thanh dao động từ khoảng 30 đến 40 triệu đồng. Ngoài ra, việc quảng cáo sản phẩm trên trang cá nhân mang lại khoản thù lao kha khá. Có những status trên Facebook của Bảo Thanh lên đến 30 triệu đồng. Nhờ các xe đóng phim lẫn tiền quảng cáo, cùng sự hỗ trợ giúp sức của ông xã, Bảo Thanh hiện tại sở hữu một căn hộ ở khu chung cư cao cấp bậc nhất Hà Nội. Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh chia sẻ những hình ảnh về căn hộ đáng giá tiền tỷ hiện đại, lộng lẫy mà vợ chồng cô vừa tậu nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện tại Hà Nội. Nhiều khán giả yêu mến nữ diễn viên dành lời khen màu sắc cho nội thất rất hòa nhã hiện đại, thanh thoát, sành điệu, trẻ trung của gia đình Bảo Thanh. Tuy không tiết lộ giá trị cụ thể căn nhà bao nhiêu, theo đánh giá chung mặt bằng nhà đất tại Hà Nội, không khó để dự đoán căn hộ mới của vợ chồng Bảo Thanh có giá trị nhiều tỷ đồng. Nói về việc mua nhà Hà Nội tiền tỷ, Bảo Thanh tâm sự. Tôi kiếm được bao nhiêu tiền đều khoe với chồng và tích cóp vào tài khoản chung. Sau 9 năm tiết kiệm, gần đây vợ chồng chúng tôi mua được căn nhà riêng ở Hà Nội. Chúng tôi vẫn phải vay ngân hàng một chút,
nhưng có được ngôi nhà riêng đã là nỗ lực của hai vợ chồng. Trước đây tôi chung sống với gia đình chồng ở Bắc Giang, sau mỗi đêm diễn tôi đều tự lái ô tô về nhà. Bây giờ khi có nhà riêng, chồng tôi dự định sẽ chuyển công tác từ Bắc Giang lên Hà Nội và đưa con trai lên sống cùng. Ngay khi mua nhà mới, vợ chồng cô còn mua thêm xe hơi trị giá gần 1 tỷ đồng. Chưa hết, chỉ cần mỗi lần xuất hiện, khán giả biết Bảo Thanh chịu chi cho quần áo lẫn phụ kiện hàng hiệu đắt tiền. Mới đây, đang gây sốt trong Về Nhà Đây Con, Bảo Thanh bất ngờ khoe biệt thự mới mua ở Đà Nẵng. Trên trang cá nhân, Bảo Thanh chia sẻ, địa điểm check-in mới của tôi, em vẫn đang lên hình nên còn mơ màng lắm, trồng thêm nhiều cây để có chỗ mát mẻ, ngồi cà phê chin chin các thứ. Thông tin này khiến nhiều người suýt xoa vì sự giàu có của nữ diễn viên tuổi Ngọ. Diễn viên Quốc Trường, nhà 25 tỷ, xe hơi hạng sang. Trước khi nổi tiếng với phim Về Nhà Đi Con, Quốc Trường được xem là vua phim miền Tây. Anh chịu khó nhận phim và show. Chính vì sự chăm chỉ ấy nên dù diễn xuất không quá nổi bật, nhưng tinh thần cầu thị của Quốc Trường khiến nhiều đạo diễn ghi nhận. Ngoài đóng phim, Quốc Trường kinh doanh, chính vì vậy anh là một trong số ít diễn viên không quan tâm đến cachet khi đóng phim. Anh chia sẻ rằng, nếu không kinh doanh thành công thì chắc chắn tôi sẽ quan tâm tới cachet đóng phim, vì cachet không đủ sống, mình làm sao nuôi được bản thân và lo cho gia đình, cũng như là chuẩn bị quần áo, phương tiện đi lại, phục vụ vai diễn. Thực sự có nhiều diễn viên sống chật vật lắm, nhưng vì Trường kinh doanh thành công và có nguồn tiền của mình nên không quan tâm lắm đến chuyện thù lao đóng phim. Hiện tại anh là chủ sở hữu của hệ thống hơn 100 nhà hàng trên toàn quốc. Đợt vừa rồi nam diễn viên gây sốt khi xây nhà 25 tỷ cho bố mẹ. Chia sẻ những kinh nghiệm về kinh doanh, Quốc Trường nói, để lập nghiệp thì ý tưởng quan trọng lắm, quan trọng hơn cả là việc bạn có tiền hay không. Khi bạn có ý tưởng, bạn có thể vay mượn tiền để làm được, hoặc là trao ý tưởng đó cho những nhà đầu tư. Còn nếu bạn có tiền nhưng chưa biết sử dụng thế nào, thì có thể dùng nó để đầu tư cho những người có ý tưởng. Ngoài xây nhà chục tỷ, Quốc Trường sở hữu xe hơi hạng sang và một loạt các phụ kiện hàng hiệu. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.